Ok anh em ơi, lại là mình Sima đây. Tôi vừa bỏ ra 10 triệu cũng như là mua một cái hạt đã bị khóa anh em ơi. What? Mà nói tới đây tôi nghĩ là có nhiều anh em lại nghĩ tôi là bị lừa cũng như là non rất kiểu. Không phải đâu anh em ơi, tôi vừa xem sâu vào cái hạt đó là thề luôn, cực kỳ ngon luôn anh em à. Tôi nghĩ là khả năng cao là cũng vài trăm triệu anh em ơi. Nhưng mà hôm nay là tôi sẽ liên hệ với lại là bên Ghana, cũng như là tôi nhờ tôi nói đó chính là tôi anh em à, mà bị khóa. Và tôi nhờ bên Ghana cũng như là mở giúp tôi anh em ơi. Còn cái niệm, anh em cũng biết là hiện tại là tôi đang ở trong đài loan vọng Ghana, cho nên là mình sẽ nhờ được anh em à. Nếu như mà mình mở được hàng đó, mình sẽ chọn một bạn mà gọi là may mắn nhất trên kênh, cũng như là tặng luôn nha anh em ơi. Nhưng mà đặc biệt là anh em phải xem hết video của mình cũng như lắng like nha anh em ơi. Ok, bây giờ là tôi sẽ đi liên hệ thử với Ghana anh em ơi, xem là được không nha. A few inches later. Đây rồi anh em ơi, chắc chắn lần này vô được thôi chứ còn gì nữa. Quá, không có vô được đâu. Ok. Ôi, vô được thiệt nè. Đó. Ở đâu? Thầy luôn anh em ơi, là lúc nãy là tôi nhờ Ghana cũng như là được Ghana chấp nhận luôn anh em à. À, thì sẵn đây mình giới thiệu với anh em thì đây chính là người yêu mới của mình nha anh em ơi. À, bây giờ anh với em là vô xem thử cũng như là xem bên trong mạng này là có gì không? Hiện tại mình thấy là cái hàng này là nói chung cũng khá là VIP đó anh em ơi. Ui, phải nói hành động nhiều, cực kỳ luôn hả anh em à. À, được thế nhầy. Ok, bây giờ mình sẽ vô cũng như là cho anh em xem tất tần tật bên trong cái hàng này là có gì, cũng như là cùng người yêu của mình là xem thử luôn nha anh em ơi. Hello, lại là mình Sima đây anh em ơi. Từ nãy tới giờ anh em xem video của mình mà chưa có like á, lấy cái gót chân lên giọng vô trong cái nút like với mình đây anh em ơi. Bây giờ là mình sẽ cho anh em xem là để xem bên trong màn này là có gì nha. Chắc có lẽ là bây giờ là xem từ trên xuống dưới đây anh em ơi. Ok, hàng này là tôi nghĩ là khá là VIP anh em à. Level tặng 74 luôn này. Ui, tính ra là tặng ganh đại cầu thủ luôn anh em ơi. Thanh niên hình như là bị khóa hạt là dạo đây ấy. À, được thế nhầy. 34.021 like nè anh em ơi. Ganh là siêu điện thoại này. Tử chiến là đại cầu thủ nè anh em ơi. 139 sao luôn, trời nó bắn gì mà ảo ma thật sự luôn anh em à. Ok, thẻ bao da nha anh em ơi. Ui, tính ra là thẻ bao da là cũng có mùa mua cũng như là mùa không anh em ơi. Ok, để tôi xem là thẻ yêu cực như thế nào nha. Một mùa mua thôi anh em à, vãi nồi vậy. Ok, thôi không sao anh em ơi. Rồi, bây giờ là tôi xem nhận đằng này là như thế nào nha. 3.54 luôn này. Ui, kinh vậy. Cũng như là 31% tên lê sọt và 23.706 kill nè anh em ơi. Rồi, để xem là tự chiến là như nào nha. 46% tên lê sọt và 43.160 kill. Trời gấu là trời, thanh niên này hình như là dùng cả thanh xuân để chơi tự chiến anh em ơi. Ok, nhân vật này Antonio nè anh em ơi, Raiden này, Alok này, Tatsuya, Orion luôn này. Ui, tính ra này là toàn nhân vật mà gọi là chủ động khá là xịn nè anh em ơi. Chrono, Skyler này, Ngộ Không này, Hayato luôn nè anh em à. À, full như giặc luôn anh em ơi. Thứ gì mà chịu nổi luôn ấy. Ok, phần trợ thủ nha anh em ơi. 1 này, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 con bé này anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 nha. Ok, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 con bé này anh em ơi. 19, 20, 21, 22. Rồi, tổng hết luôn là có 22 con bé. Tính ra là 22 con là nó nhiều siêu kinh điển luôn rồi đây. Rồi, bây giờ là tủ đồ anh em à. À, 164 tóc với lại là mũ nè anh em ơi. Mũ lăn khách tím này cũng như là đầu trai ngấu ngáo luôn này. Ui, mũ theo cực mùa 2 luôn anh em ơi. Tóc chuồng lam này. À, lau nhện này, ma búp bê, samurai luôn nè anh em à. Gớm ghê ông nội, uy tín luôn nè anh em ơi. Được thế nhầy. Ui, vãi nồi đầu kéo phân diện anh em à. À, tóc gốc cơ nữa này. Ok, rồi bây giờ là áo nha anh em ơi. Tặng là 388 cái áo luôn nè anh em à. Ui, có cả lão kim long nè, áo mít tư dứa luôn nè anh em ơi. Áo theo cực mùa 2 nữa này. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái hàng này phải nói là rất chi là xịn luôn anh em ơi. Có cả là cáo thủ vệ báo này. Cáo này mình nhớ không nhầm là nó từ đời xa xưa luôn anh em à. Thời mà Free Fire Lambo Leon luôn rồi đấy. Áo hắc nhật nè anh em ơi, áo trẻ trâu nữa này. Ok, phiêu lưu luôn nè anh em à. Ok, mấy cáo này thì mấy cáo free nha, cho nên là tôi sẽ không tính nha anh em ơi. Ui, lướt mỏi tay với trưởng luôn ấy. Quần nha, 206 cái quần nè anh em ơi. Quần ông cái sọc này cũng như là quần hồng thiên này. Từ từ, bây giờ tôi xem là có quần thám hiểm không anh em ơi. Có không ta. Ui, quần casino này. Ok, rồi xong có cái nệt luôn rồi anh em ơi. Đây chính là toàn bộ số giày dép bên trong mặt này nha. Từ từ, bây giờ tôi xem là có giày siêu hacker chính là đôi giày tủ của tôi không anh em ơi. Giày phong cách này, đây chính là đôi giày tủ với Lâm này. Không có giày tủ của tôi anh em ơi, cay thế nhầy. Đây chính là đầu thủ quỷ báo nè anh em ơi. À, mặt nạ thỏ độc biến này. Ui, tính ra là cái mặt nạ hàng lông này anh em, tôi nhìn giống như là mấy con yêu quái trong phim siêu nhân anh hùng trái đất anh em ơi. Anh em có công nhận giống như là như thế không?
Ok, 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7 này, 8, 9 này, anh em ơi. 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 16, 17, 18 cái mặt nạ của nam nha. Đồ full bộ thì cá mập bay trong gió này, cũng như là bộ đồ đua xe nè anh em ơi. Và bộ đồ gấu đầu gấu nha, à gấu bắc cực anh em à, trời gỡ là trời, lâu lâu nhầm xíu anh em à. Hành động là có 57 nha. Ui, tính ra là hành động này mà mang vô trong đảo kết nối tán gái thì thôi, bao đổ là chỉ còn gì nữa. À, 4 hành động trong sân chờ nè anh em ơi. Rồi, bây giờ là sưu tập nha. Tổng hết luôn là có 65 cái dụ lượng này, cũng như là 95 cái ba lô anh em ơi. Vãi nồi, anh gà gán của xem video của em cấp cho cái thằng này 5 cái ba lô cho nó tròn 100 này, 95 nhìn ngứa mắt quá cả trưởng luôn ấy. 56 cái hầm sát nha anh em ơi. À, cũng được đấy. Cũng như là 3 cái Sky Queen nha. Ui, có cả là Sky Queen gồng này anh em ơi, tôi khá là thích luôn này. 78 cái bắn lướt cuối cùng nha anh em ơi. Và đang dùng là ván pizza này. Ok, phương tiện này, đây chính là dàn siêu xe bên trong mặt này anh em ơi. Theo như mình nghĩ là dàn siêu xe này nói chung là cũng đủ dùng anh em à, chứ không quá xịn ấy. Thông tin nha, 238 cái avatar này, cũng như là 377 cái nền luôn anh em à. Rồi, phần cuối cùng để xem là có gì nha. À, cũng có băng vẽ luôn anh em ơi, xịn sò đấy. Nhưng mà không có đá chế tác với lại là hộp đá ma thuật anh em à. Rồi, thì cuối cùng mình cũng đã cho anh em xem là phần đầu nam mà nha anh em ơi. Có nam là phải có nữ anh em à, như thế mới gọi là si ma ghi với bạc có tâm nhất Việt Nam anh em ơi. Ok, bây giờ là chuyển qua đầu nữ nó luôn để xem là có cái nẹt gì không nha. Hello mấy đại sư huynh, tôi đã trở lại vạn hại, ủa lộn, lợi hại hơn xưa đây anh em ơi. À, đầu hồng nhan nữa này. Từ từ, bây giờ là tôi sẽ lướt cho anh em xem mà có đầu gì ngon là tôi sẵn vô nha anh em ơi. Rồi, bây giờ láo nha. Ui, nhìn xương xương là tu áo của nữ anh em thì tôi thấy là cũng tầm thường anh em ơi, không đến nỗi là quá biết bờ rồi ấy. Ok, phía dưới này tôi thấy là cũng có một số cáo khá là xịn này. Mấy cáo này chính là mấy cáo free nha anh em ơi. Rồi, bây giờ là quần nha. À, từ từ bây giờ tôi sẽ xem là có quần hồng thiên với lại là quần thám hiểm của nữ không. Đây gọi anh em ơi, quần thám hiểm của nữ nè anh em à, ngon là cành đào này. À, nhìn số giày dép này tôi thấy là cũng được nè anh em ơi, không đến nỗi là quá tệ ấy. Mắt kính với lại là mặt nạ của nữ nha. Ui, mặt nạ miêu nữ pha lê này thề luôn nhìn cực kỳ ngầu luôn anh em ơi. Anh em nào mà kiểu có cảm nhận với mình thì nhớ là comment với nha. 1 này, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7 nè anh em ơi. 8, 9, 10, 11, 12, 13 này, 14, 15, 16 này. Tổng hết luôn là có 16 cái mặt nạ của nữ anh em ơi. Đầu full bộ nha, xem là có gì nha. Cá mập bay trong gió này, cũng như là bộ đồ đua xe nè anh em à. À, bỏ dài này, cũng như là thỏ tím 1937 anh em ơi. Bộ đồ thần quyền này, gấu bất cực nè anh em à. Và cuối cùng chính là quý bà có chết nha. Rồi, thì cuối cùng là mình cũng đã cho anh em xem là tất tần tật ở phần đầu nữ rồi. Bây giờ là xem súng nâng cấp anh em ơi, xem là có súng gì nha. Ok này, trời ơi là trời, không có một cái súng nào nâng cấp luôn anh em ơi, thôi dẹp nghỉ luôn cho rồi ấy. Vãi nồi thật sự luôn anh em à. Ok, bây giờ là kho súng nha anh em ơi. Tổng hết luôn là có 304 vũ khí anh em à. Tôi thấy là có cây Ska đẳng cấp Titan này. Cây này hình như là ngày xưa là 7 đá và 3 bắn bẻ lúc mà dùng quay chế tác còn anh em ơi. Khá chi là xịn ấy. Ok, bây giờ là tôi sẽ lướt cho anh em xem để xem là có súng gì mà gọi là xịn hơn nha. À, M40 Giáng sinh, súng tủ tôi là có trong cái hàng này luôn anh em ơi. Đây chính là số skin súng mà đã hết hạn nha anh em ơi. À, nhiều váy nồi luôn ấy, thề luôn tôi lướt muốn liệt cái tay luôn anh em à. Ok này, rồi, hết rồi anh em ơi. Thì cuối cùng là mình cũng đã cho anh em xem là tất tần tật bên trong cái hàng này rồi anh em à. Và theo như mình đánh giá là cái hàng này nói chung là khá là VIP anh em ơi, khá chi là xịn ấy. Nhưng mà mình nghĩ là thanh niên mà ở trong xóm có người yêu mình đó, anh em thì chơi ghét là Rata hay là phần mình thứ ba gì nó bị khóa hạt anh em ơi. Tôi khuyên anh em là không nên dùng nha, trời báo về trưởng ấy. Hên là tôi có trong đại loại anh vọng cho nên là tôi nhờ Gana được anh em à. Ok, thì bạn nào mà xem hết video của mình á thì đừng quên là để lại đi game nha. Mình sẽ chọn ra một bạn mà gọi là may mắn nhất trên kênh luôn anh em ơi, cũng như là tặng cho anh em cái hàng này luôn nha. Bởi vì vốn dĩ là tôi cũng không cần đâu anh em ơi. Ok, bây giờ thì chắc có lẽ là tôi sẽ dừng video này. Anh em đừng quên là cho tôi xin một like này, cũng như là một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em.